lên trong tim mọi người. Tôn kính đại diện và lãnh đạo. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị lãnh đạo. Thiên Ya Công Sư, các vị quản lý và đồng nghiệp. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Mấy cái tràng sân mà. Thank you. 在这个温馨的时刻，我们欢聚一堂。 Trong năm mới 2024 ấm áp này, chúng ta cùng nhau tham gia lễ hội mùa xuân cuối năm. 共同参与天耀和平天耀集团实业公司年底的春节联欢晚会。 Chúng ta cùng nhau tham gia lễ hội mùa xuân cuối năm của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Diệu. 2023年 cảm ơn chính phủ lãnh đạo đã giúp đỡ và giúp đỡ. Trong năm 2023 vừa qua, chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành nhà nước. Chúc nguyện của chúng tôi, Thiên Ya Công Sư, tại Rán Tổng đã đại lĩnh xa, trở trọng thành trạng, dân dân dư sang. Kính chúc công ty trong tương lai sẽ ngày càng phát triển và thịnh vượng hơn nữa dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Giám đốc Gian. Vì là quan trợ, 实施全区全民维护国家安全, nhằm thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, 预防和打击犯罪和社会丑恶现象, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội huyện cùng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công ty, 得到了区公安的指导跟公司领导的指示, 今天, 天耀和平公司 组织春节晚会. Hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Diệu Hòa Bình tổ chức chương trình lễ hội mùa xuân. Tổng kết 2023年, 确保生产活动安全生产. Và tổng kết công tác đảm bảo an ninh an toàn hoạt động sản xuất năm 2023 và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024. 打造2023年 全民 bảo vệ quốc gia an toàn hoạt động. 2024年 谨向大家介绍我们今天的重要嘉宾。下面我们隆重的介绍乐山县警察局副局长。 Tới dự và chỉ đạo, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Hà Tiến Dũng, thượng tá, phó trưởng công an huyện Lạc Sơn, ủy viên thường trực ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện. Cảm ơn. 公社人民委员会主席, ông Bùi Văn Nguyên, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Nghĩa. 区警察跟公社警察代表, còn có sự có mặt của đại diện đội an ninh, đội công an tổng hợp huyện và công an xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng ạ. 欢迎大家，谢谢。 下面有请天耀公司冉董事长上台讲话，谢谢。 Sau đây xin mời Tổng Giám đốc Gian lên phát biểu. Xin mời ngài. Cái ta cha bay cái chào nè, chú một năm mới nha. Trân trọng đại cố vị gia bin, chín ơi đại đồng sư mân, đa gia hảo. Kính thưa quý vị đại biểu và các đồng nghiệp thân mến, xin chào tất cả mọi người. Tại cái mỹ hảo đế thời khắc, đầu tiên tôi cảm ơn tất cả nhân công đế xin chân phụ chú và nỗ lực, chính là vì các bạn đế pin bộ và phong xiên, tại sao công ty tại quá khứ đế một năm đế sản xuất thuận lợi, chú hộ chuẩn xứ. Tại thời khắc tuyệt vời này, trước hết tôi xin cảm ơn tất cả các nhân viên đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực. Chính nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực cống hiến của các bạn mà công ty đã hoạt động thuận lợi và giao hàng đúng hẹn trong năm qua. Đồng thời, tôi cũng cảm ơn các vị chính phủ lãnh đạo và hợp tác hợp bạn đã giúp đỡ và tin tưởng. Chính là vì có các bạn đã giúp đỡ và tin tưởng, mới giúp đỡ công ty phát triển không ngừng. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các ban ngành nhà nước và các đối tác đã ủng hộ, tin tưởng. Chính nhờ sự giúp đỡ của quý vị mà công ty ngày càng lớn mạnh và phát triển. Hồi cụ quá khứ đã 1 năm, chúng tôi cùng nhau trải qua nhiều khó khăn và
但是我们始终保持着坚定的信念和团结合作的精神，不断突破自我，追求卓越。我们相信，只要我们齐心协力，携手前行，我们的公司一定会取得更加辉煌的成绩。nhìn lại một năm vừa qua, chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách, khó khăn, nhưng chúng ta vẫn luôn giữ vững niềm tin vững chắc và tinh thần đoàn kết, hợp tác, không ngừng bứt phá và theo đuổi sự xuất sắc. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta cùng nhau hợp tác và cùng nhau tiến lên, công ty chúng ta sẽ đạt được những kết quả rực rỡ hơn nữa. 展望未来，我们将继续秉承诚信、创新、卓越的理念，不断拓展业务领域，提升生产品质，加强团队建设。我相信，在大家的共同努力下，我们的公司一定会迎来更加美好的明天。Nhìn về tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì các khái niệm về tính chính trực, đổi mới, tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh, nâng cao chất lượng sản xuất và tăng cường xây dựng đội ngũ. Tôi tin rằng với sự nỗ lực chung của mọi người, công ty chúng ta sẽ hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn. 最后，再次感谢大家的辛苦付出和努力，祝愿带大家在新的一年里工作顺利，身体健康，家庭幸福。Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa vì đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực trong thời gian qua. Đồng thời, chúc các bạn công việc suôn sẻ, sức khỏe và gia đình hạnh phúc trong năm mới. À, xin cảm ơn tất cả. Chúc mừng năm mới nha. Xin chào Ran Zong. 下面有请天耀公司副总冉方佳上台对公司2023年安全生产活动进行初步报告。Xin cảm ơn Gian Tổng Giám đốc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu Gian Phó Tổng, đại diện Ban Giám đốc Công ty lên trình bày báo cáo sơ bộ về hoạt động doanh nghiệp, công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động sản xuất năm 2023. Xin kính mời ngài. 大家掌声欢迎啊！谢谢。来，首先那个招工队啊，招工队，来第一点啊，我们报告天耀公司生产经营和安全持续工作报告。Sau đây tôi xin trình bày tình hình sơ bộ hoạt động doanh nghiệp và công tác đảm bảo an ninh an toàn. 啊，和平天耀于2023年在越南和平省罗山县恩义乡正式开工。投入生产。Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Diệu Hòa Bình được khai trương và thành lập vào năm 2023. Nhà máy có trụ sở tại xóm Vổ, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Thiên Yêu hiện có khu trại, lưu dẫn, bao gồm nguyên tài liệu, trang cụ, trái đoạn, chân chế, thành hình, 1 đồng, 2 đồng, thành phẩm trang cụ, công sản kế hoạch quy mô với 3.000 người. Bước chân, công nhân dân số với 815 người.生产运动鞋、休闲鞋产品出口欧洲、美洲市场。Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Diệu có 6 nhà xưởng, bao gồm kho nguyên liệu, pha cắt, may, thành hình 1, thành hình 2 và kho thành phẩm. Quy mô nhà máy khoảng 3.000 công nhân, số lượng công nhân hiện tại là 815 công nhân. Mặt hàng sản xuất chủ yếu là giày da xuất khẩu sang thị trường châu Âu. 2023年公司领导定时开会指导生产班长。保卫班长认真部署，落实并积极参与保障生产安全持续工作。Trong năm 2023, lãnh đạo công ty đã thường xuyên chỉ đạo các tổ trưởng, tổ sản xuất, tổ bảo vệ nghiêm túc triển khai, thực hiện và tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự. 2023年生产活动安全保障工作报告。Kết quả công tác đảm bảo an ninh an toàn hoạt động sản xuất năm 2023. À, 与外国人相关的工作. Công tác liên quan đến người nước ngoài. 现在天耀有11名中国人工作和暂住. 公司已按照法律规定全面落实外国人暂住申报责任和劳动手续. Hiện tại, công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Diệu đang có 11 người Trung Quốc lao động và tạm trú. Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài và các thủ tục lao động theo quy định của pháp luật. À, 第二点, an toàn công tác.
Thứ hai, về công tác đảm bảo an toàn. 2023年防火普救工作落实到位， 安全生产活动会发生劳动事故及重大事故，未违反环境和食品安全卫生事故，没有造成过严重后果，主动了解员工的想法和愿望，解决福利问题，确保员工的政策符合规定。 Trong năm 2023 đã thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn trong hoạt động sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động, các sự cố nghiêm trọng, vi phạm về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng, chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng người lao động, giải quyết các quyền lợi, đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định. 第三，打造企业保护力量。 Thứ ba, về xây dựng lực lượng bảo vệ doanh nghiệp. 公司保安人员四人分为两个班次，以确保24小时维持安全有用。公司领导重点关注并补充保障设施和工具。 让规定为安保工作服务，消防灭火器数量有115瓶，灭火和58个消防栓，58个消防水柱。 Lực lượng bảo vệ của công ty là 4 người, được chia thành 2 ca, đảm bảo hoạt động bảo vệ được duy trì 24/24. Lãnh đạo công ty thường xuyên quan tâm, bổ sung phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác bảo vệ theo quy định. Riêng về số lượng bình phòng cháy chữa cháy là 115 bình, 58 cây nước và 58 lăng phòng cháy chữa cháy. 2024年重点工作任务. Về nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2024. 除了做好生产，企业继续注重倾听工人的诉求，解决工人的合法权益和政策，防止罢工事件发生，影响公司安全持续和企业正常生产运动。 Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường quan tâm nắm bắt nguyện vọng công nhân, giải quyết các quyền lợi chính đáng và chế độ chính sách cho người dân lao động, không để xảy ra đình công, lãnh công, gây ảnh hưởng an ninh trật tự và hoạt động sản xuất doanh nghiệp. Tuyên truyền động viên công nhân nghiêm túc tuân thủ pháp luật pháp quy, giao thông an toàn pháp, xí nghiệp quy trang, an toàn sản xuất quy trang chế độ, 避免发生生产事故, tham gia kiểm tra và đấu tranh vi phạm hành vi. Tuyên truyền vận động công nhân, người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy doanh nghiệp, nội quy an toàn sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động, tham gia tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Thứ ba, tích cực với công sở, khu, công an cơ quan, kịp thời giao thông, chủ động dự phòng, kịp thời giải quyết công nhân mâu thuẫn, ngăn chặn vi phạm hành vi và xã hội trật tự hiện tượng, tăng cường phòng hỏa, cứu và cứu viện công tác, phòng chống hỏa hoạn, bão lũ. Thường xuyên trao đổi kịp thời với lực lượng công an xã, công an huyện để chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong người lao động, kiềm chế vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả thiệt hại cho doanh nghiệp. Thứ tư, công ty rất chú trọng khí nhiệt an toàn đội ngũ xây dựng, trọng điểm nâng cao bảo vệ năng lực, tố chất an toàn huấn luyện. 切实履行好企业安全保卫任务。 Thứ tư, thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ doanh nghiệp, chú trọng nâng cao năng lực, đủ phẩm chất, năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bảo vệ tại doanh nghiệp. Chân chính là chính phủ lãnh đạo, chúc mừng năm mới. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể công nhân công ty Thiên Diệu, được sự giới thiệu của ban tổ chức, lời đầu tiên thay mặt lãnh đạo công an huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xin gửi tới quý tập thể lãnh đạo, công nhân viên và toàn thể người lao động của công ty Thiên Diệu lời chúc sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Thưa toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động, trong thời gian qua trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội, hiện nay thì toàn huyện có 7 doanh nghiệp có trên 100 công nhân, đã có 13 dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh đang triển khai trên địa bàn của tỉnh, thu hút hàng tỷ đô la, cho thấy tín hiệu khả quan trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua cũng đã phát sinh các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, xảy ra 4 vụ công nhân tập trung ngừng sản xuất, 2 vụ việc ngăn cản hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó là đáng chú ý có một vụ phải xử lý về hình sự tại cái xóm Bái, xã Ân Nghĩa.
Trong đó ngay tại công ty Thiên Diệu cũng đã xảy ra một vụ công nhân ngừng sản xuất, một vụ việc ngăn cản hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến người lao động và thiệt hại cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Môi trường thu hút vốn đầu tư của huyện tiềm ẩn các nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Từ các tình hình trên, bản thân chúng tôi, công an huyện là cơ quan thường trực ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc, rất trăn trở, mong muốn hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện ổn định, không để xảy ra các việc mất ổn định về an ninh tự, quyền lợi của người lao động được đảm bảo, môi trường thu hút vốn đầu tư của huyện được ổn định, phát triển, tạo công an việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, bà con nhân dân trên địa bàn an toàn. Thưa toàn thể bà con người liên quan đến công nhân viên và người lao động, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp là một bộ phận của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc. Phong trào tại doanh nghiệp tốt sẽ góp phần cho phong trào của địa bàn xã huyện tốt. Tại doanh nghiệp xảy ra vấn đề về an ninh trật tự thì phong trào của xã của huyện cũng bị ảnh hưởng theo. Việc quan tâm đến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc tại doanh nghiệp hiểu đơn giản là việc đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, không xảy ra tai nạn lao động, không để xảy ra trộm cắp, lộ lọt bí mật sản xuất, không để đình công, lãng công, tai tiền nạn trong doanh nghiệp, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất và ổn định cho doanh nghiệp. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc trong cơ quan doanh nghiệp để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động và thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước nói chung. Thông qua hoạt động trong trào tăng cường sự trao đổi phối hợp giữa doanh nghiệp, đặc biệt là lực lượng bảo vệ doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại doanh nghiệp và lực lượng công an chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Các giải pháp để doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về phòng ngừa an ninh trật tự. Việc doanh nghiệp thực hiện tốt các tiêu chuẩn về an ninh trật tự chính là để doanh nghiệp phục vụ tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Theo quy định của Bộ Công an, xây dựng cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự của vào thời điểm hiện tại, thực hiện theo thông tư 124 của Bộ Công an, quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn về an toàn về an ninh trật tự. Các tiêu chí xác định cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, doanh nghiệp nào thực hiện đúng, đủ các tiêu chuẩn được công nhận thực hiện hiệu quả sẽ được biểu dương khen thưởng các tiêu chuẩn cụ thể. Hàng năm doanh nghiệp có kế hoạch và công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, có nội quy quy chế bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, bảo vệ nội bộ, phòng chống cháy nổ, 100% cán bộ công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt nội quy quy chế và xây dựng cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác đảm bảo an ninh tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh tự, tự bảo vệ vật tư của doanh nghiệp. Không để xảy ra khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật, mất trộm tài sản có giá trị lớn đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không để lộ công nghệ bí mật nhà nước, cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng, không có cán bộ công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội. Lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách trong sạch vững mạnh, hàng năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trở lên, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Có 70% số đầu mối trực thuộc phòng ban tổ đội trở lên đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Để phương pháp xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, người đứng đầu doanh nghiệp tiến hành rà soát đánh giá thực trạng tình hình an ninh trật tự ở doanh nghiệp theo các tiêu chí đã nêu, xác định những tiêu chí đã thực hiện tốt, những tiêu chí thực hiện chưa tốt, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém theo từng tiêu chí nêu trên để phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ phận chức năng, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức tự quản về an ninh trật tự và công nhân, người lao động trong doanh nghiệp triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm tiến hành kiểm tra rà soát đánh giá việc xây dựng các tiêu chí nêu trên tại doanh nghiệp, xác định những hạn chế yếu kém để tiếp tục chỉ đạo khắc phục. Hàng năm trước ngày 30 tháng 11, tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng tình hình an ninh trật tự doanh nghiệp và kết quả thực hiện các tiêu chí nêu trên theo đúng hướng dẫn của cơ quan công an cung cấp, hoàn thành các thủ tục hồ sơ gửi cơ quan công an cung cấp theo phân cấp quản lý, tập hợp báo cáo đề xuất chủ tịch ủy ban cung cấp ra quyết định công nhận nếu xét thấy cơ quan doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Về trách nhiệm trong tác xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, một là trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan doanh nghiệp.
người đứng đầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về việc bảo đảm an ninh trật tự an toàn tài sản của công an doanh nghiệp, chỉ đạo xây dựng tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch nội quy bảo vệ doanh nghiệp, chỉ đạo lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương trong việc triển khai kế hoạch phương án bảo vệ, xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp trong sạch vững mạnh. Căn cứ yêu cầu tính chất quy mô của doanh nghiệp để quyết định hình thức tổ chức lực lượng bảo vệ của doanh nghiệp mình cho phù hợp, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nơi làm việc, trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ phục vụ cho hoạt động của lực lượng bảo vệ. Chủ trì phối hợp với cơ quan công an có thẩm quyền tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ quan doanh nghiệp. Sơ kết tổng kết đánh giá tình hình kết quả công tác và tiếp tục thực hiện triển khai xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả trong thời gian tiếp theo. Về trách nhiệm của lực lượng bảo vệ doanh nghiệp là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp và chủ trì trong việc phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, tuyên truyền vận động và hướng dẫn các tổ chức đoàn thể quần chúng, cán bộ công nhân viên chức người lao động trong doanh nghiệp tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trong doanh nghiệp. Ba là trách nhiệm của trưởng các tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức tuyên truyền vận động thành viên của tổ chức mình chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa ngăn chặn các hành vi liên quan đến an ninh trật tự có thể xảy ra tại doanh nghiệp, đặc biệt là xảy ra tại nơi mình làm việc, tích cực và chủ động tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự tại doanh nghiệp. 4. Trách nhiệm của cán bộ công nhân viên chức người lao động tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, các quy định của đơn vị có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa ngăn chặn các hành vi liên quan đến an ninh trật tự có thể xảy ra tại doanh nghiệp, đặc biệt là xảy ra nơi mình làm việc, tích cực và chủ động tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trong doanh nghiệp. Thưa toàn thể đồng chí, với vai trò thành viên thường trực ban chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn công tác phong trào đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, bản thân tôi rất hy vọng rằng năm 2024 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, sản xuất ổn định, phát triển và doanh nghiệp và người lao động của doanh nghiệp phấn đấu thực hiện đảm bảo các tiêu chuẩn của doanh nghiệp, đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự và đủ điều kiện để đề xuất các cấp khen thưởng hoạt động phong trào năm 2024. Nhân dịp cả nước đang hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn năm 2024, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo quận huyện Lạc Sơn, kính chúc quý vị đại biểu, lãnh đạo và toàn thể người lao động trong công ty Thiên Diệu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, an khang, thịnh vượng. Thưa toàn thể hội nghị đến dự với chương trình hôm nay, công an huyện có lăng hoa tươi thắm chúc mừng năm mới gửi tới công ty. Xin trân trọng kính mời đại diện công ty lên nhận lăng hoa. Hôm nay, được sự nhất trí của Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện, công ty đã tổ chức hội tổng kết công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động sản xuất năm 2023 và phát động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tại chương trình, đã rất vinh dự được ông Hà Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện Lạc Sơn về dự và phát biểu chỉ đạo. Trong thời gian tới, để công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được hiệu quả hơn, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo huyện Lạc Sơn, các cơ quan chuyên môn của huyện, đặc biệt là công an huyện.
尊敬的政府领导，值此新春佳节即将到来之际，我谨代表公司领导班子向各位政府领导及家属祝愿新春快乐、平安吉祥。 Kính thưa các quý vị đại biểu, nhân dịp năm mới và Tết cổ truyền dân tộc sắp tới, thay mặt lãnh đạo công ty xin kính chúc các vị đại biểu và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Cảm ơn. Tràn về mênh mông nhà em xưa nắng vàng con suối tràn bờ đá hương rừng thơm mùa hạ đường chiều về có tên sau đây xin mời chuẩn bị tinh thần lên sân khấu trận quà. Bùi Thị Tím, bộ phận May. Xin mời mọi người lên sân khấu. Mọi người lên sân khấu. Ngay bây giờ mời mọi người lên sân khấu. Bạn thứ hai, Bùi Thị Yến, Thanh Hình Bùi Thị Yến. Mã số thẻ là 5106. Xin được chúc mừng May tiếp ạ. May vỗ tay to lên không ạ? Xin chúc mừng bạn Bùi Thị Thiết. Tiếp theo là Bùi Thị Phương ạ, ở bên Thành Hình ạ. Mã thẻ là 5184 ạ. Nào chúng ta khẩn trương lên sân khấu nào. Cao đều đó bảo.
quà đằng sau nữa đấy. Rồi xin mọi người cho một tràng vỗ tay. Xin cảm ơn. Mọi người về vị trí.
cây sách cỡ nàng. Tương duyên mình trở ra, chưa yêu đã lỡ
5084 bộ phận thành hình, mã số thẻ 5084.
Bùi Thị Đại. Trên xe 4355. Bộ phận may 4355. Bùi Thị Lành. Xin mời mọi người có tên nhanh chân lên sân khấu đi ạ. Bùi Thị Dương 3006. Alo. Xin đại diện tổ bảo vệ ạ, xin thông báo ạ, xin chúc mừng ạ. Bên thành hình ạ, 5200 Bùi Thị Quyên ạ. Phần biểu diễn tiếp theo sẽ đến từ bộ phận cắt, mời bộ phận cắt chuẩn bị ạ.大家注意啊，等一下我们摸现金啊。 Thank you.
trường vinh quang, ngôi trường cao rộng. Quê là sơn quê bao nay, trên cánh đồng làng vinh quang tiếng ngân, biển dòng sông cười câu hát trao duyên. Mọi nhà no đủ, hơn bạc đầy ngũ, gia chủ phát tài.
mùa xuân sang ta chúc nhau bao ước muốn bao hy vọng cùng giữ nhau mau bay về thắp trên mọi người xinh tươi ta chúc nhau những lời chúc lành thắp bóng cách này tiếng cười khắp trời mùa xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu ta nhấp cạn chén rượu ấm nồng chúc nhau những lời hứa hẹn thắm nồng mùa xuân sang ta chúc nhau cho ước muốn bay cao vời cùng nỗi vui luôn bên người xóa ước từ dài đến đông xuân chúc ông bà đi giàu sức khỏe chúc ba mẹ sẽ luôn luôn yên vui các em thơ sẽ luôn luôn no ấm cùng nhau chúc tất cả mây theo ta cha sao sao mây cá rắn ta thế ly chạm nhau đi ý chữ hoa chiều sư công si công si
准备拍照了吗？你要跟美女拍照好不好？谢谢。
một khoảnh khắc mọi nơi khi đang đu xuân hồng đôi môi đang xuân ngất ngây chân gian.
mừng. Ôi mới hôm nay em hiểu cái mới quá. 1003 La Thị Mới nhân sự. Thank you.
chúng ta sẽ đến phần cuối cùng của chúng ta rồi ạ. 下面有请 冉董事长为我们抽一等奖冰箱一台。 Sau đây xin mời Giang Tổng Giám Đốc lên bốc thăm trúng thưởng giải nhất ạ. Cố lên. Sếp Tổng nói các tiết mục biểu diễn của chúng ta ngày hôm nay thật là đặc sắc ạ. 我们要做就要做好，要做就要做漂亮，不漂亮不做。 Chúng ta đã làm thì làm tốt, đã làm thì làm đẹp. Nếu mà không tốt, không đẹp chúng ta sẽ không làm ạ. 我们这个冰箱啊，那个12九。 Cái tủ lạnh này trị giá 12 triệu ạ. 谁的声音大，我就抽到谁。 Ai sẽ được phần thưởng này đây ạ? 啊，今天那个侦测的声音很大。 Number one. Hôm nay là vận may đến với bộ phận may rất là nhiều đấy ạ. Liệu chúng ta có tiếp tục được không ạ? Liệu bộ phận nào sẽ may mắn được giải nhất của chúng ta hôm nay đấy ạ? 我想另外抽一张，可不可以？ Sếp có thể ra lần một tí được không ạ? Đúng ạ. Wow, hoàn thành. Bộ phận Thành Hình ạ. Bộ phận Thành Hình ở đâu rồi ạ? Cái này số dễ điểm. Số dễ điểm à, số thẻ. Số thẻ trước ạ. Hai cái lạng, hai cái màu. Hai số 5, hai số 1. Ai đây ạ? Năm. À, đi xong, số sơ. Số thẻ à? 5115. Ai đây ạ? Bùi Thị Tiền, bộ phận Thành Hình ạ. Ở đâu rồi ạ? Có mấy ai tại? Mấy tại tôi xong xin mô ạ. Bộ phận Thành Hình Bùi Thị Tiền ạ. Có không? À. Xin chúc mừng ạ. Người may mắn nhất của chúng ta ngày hôm nay ạ. 跟他们说啊，等会儿散会，把那个现场打扫干净，凳子拿回现场。 Tất cả mọi người trước khi trở về chúng ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ ạ. Mang ghế, ai mang ghế đi thì chúng ta trả về vị trí cũ ạ. À, quên không đoạn phản, à. Mọi người dọn dẹp sạch sẽ vị trí của mình ngồi ạ. Không được để đồ lụng linh tinh đâu ạ. À, xin cái, à, chúc mừng. À. Hello. 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 第五个节目，彩蛋，第三名，声管仓库，部分科星管啊，上台领奖。先买吧，部分领村头领领奖啊。彩蛋第三名，仓库王主管，我们的 PD。
chưa người yêu xuống tay điểm xuống nhé. Hey, hey! I'm gonna hit check and play that field!